Nga đã thành công chế tạo ra chiếc máy quang khắc đầu tiên có khả năng sản xuất chip 350 nanomet, mặc dù ngành công nghiệp chip của Nga hiện nay không được coi là quá tiên tiến. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể đạt được vị thế bá chủ trong lĩnh vực quân sự. Vậy hiện tại ngành công nghiệp chip của Nga đã phát triển đến mức nào? Nga đã áp dụng những biện pháp gì để bù đắp cho sự thiếu hụt về công nghệ trong ngành công nghiệp chip? Như chúng ta đều biết, kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hai nước Mỹ và Liên Xô đã bắt đầu cạnh tranh ngầm trong lĩnh vực khoa học công nghệ để đảm bảo quốc gia của mình chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Cả Mỹ và Liên Xô trong giai đoạn này đều phát triển ra nhiều sản phẩm khiến thế giới phải kinh ngạc. Vào những năm 1950, Liên Xô đã nhanh chóng vượt qua Mỹ khi đưa vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ. Từ đó, tấm huy chương đầu tiên của công nghệ không gian nhân loại đã thuộc về Liên Xô. Đường phát triển công nghệ của hai cường quốc Mỹ và Liên Xô cũng từ đấy tách biệt. Khi đó, cả Mỹ và Liên Xô đều cần phải đảm bảo sự vận hành ổn định của các sản phẩm điện lực. Mỹ lựa chọn mô hình mạch tích hợp để thúc đẩy sự phát triển công nghệ liên quan, trong khi Liên Xô chọn thu nhỏ các ống điện tử. Từ đó hình thành công nghệ mà sau này được biết đến là công nghệ 6 điện tử và mạch điện tử tương tự. Kỹ thuật của Liên Xô vào thời điểm đó vẫn có lợi thế tương đối so với Mỹ, bởi công nghệ mạch điện tử tương tự của họ có thể khuyết đại biên độ dao động của tín hiệu trong không gian hạn chế, đồng thời các vật liệu liên quan không dễ bị phá hủy trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nên nhớ rằng, vào thời điểm đó, Mỹ và Liên Xô bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh hạt nhân, chính công nghệ mạch điện tử tương tự này đã giúp Liên Xô vượt trội hơn Mỹ và tạo ra lợi thế trong lĩnh vực quân sự. Đồng thời, Liên Xô cũng phát triển ngành công nghiệp máy tính của riêng mình, khác với cách Mỹ sử dụng hệ thống tính toán nhị phân, máy tính của Liên Xô áp dụng mô hình ba cơ số, cách làm này giúp tăng đáng kể tốc độ tính toán của máy tính, đồng thời giảm thiểu việc sinh ra các lệnh không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu suất nghiên cứu và sản xuất của các kỹ thuật viên Liên Xô tuy nhiên sự nghiệp tưởng chừng tươi sáng này đã bị gián đoạn bởi sự tan giá của liên xô sau khi chiến tranh lạnh kết thúc ngành công nghệ của Mỹ đã bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ không thể bỏ qua. Nhiều nhà khoa học từ Liên Xô đã chạy sang Mỹ và bắt đầu làm việc cho các tập đoàn tài chính và cơ quan nghiên cứu của Mỹ. Điều này giúp Mỹ đạt được trình độ công nghệ hàng đầu thế giới. Cũng trong giai đoạn này, Mỹ bắt đầu tập trung nghiên cứu mạnh mẽ hơn về chip điện tử. Đến giữa những năm 1990, máy tính do Mỹ sản xuất đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong dân dụng, mang lại những thay đổi to lớn cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân Mỹ. Trong khi đó, Nga vẫn chìm trong vũng lầy chính trị sau sự tan rã của Liên Xô, không thể tự thoát ra được. Điều này tự nhiên khiến Nga bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển ngành công nghiệp chip sau chiến tranh lạnh. Cạnh tranh quốc tế đôi khi thật khắc nghiệt, bởi chỉ cần một quốc gia bỏ lỡ một bước trong quá trình phát triển, họ sẽ bị hạn chế ở mọi bước tiếp theo. Sau khi bỏ lỡ cơ hội phát triển ngành công nghiệp chip toàn cầu, các quan chức kỹ thuật cao cấp của Nga đã hoàn toàn thờ ơ với lĩnh vực này. Điều này khiến Nga không thể tạo ra mối đe dọa hoặc sự gian đe hiệu của nào đối với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ chip tuy nhiên di sản từ thời liên xô không phải hoàn toàn vô giá trị việc liên xô trong thời gian dài đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quân sự đã giúp nga đến nay vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu thế giới trong một số công nghệ điện lực quân sự chẳng hạn Radar S300 của Nga, dù không được trang bị chip tiên tiến, nhưng khi chiến đấu vẫn đạt hiệu quả tương tự như radar của Mỹ. Điều này đã khiến radar S300 trở thành một trong những sản phẩm quân sự được các quốc gia khác tranh nhau mua. Theo các chuyên gia, radar S300 do Nga sản xuất chỉ có tổn thất sóng điện từ khoảng 5 dB, trong khi hệ thống radar bảy chiếc của Mỹ có tổn thất sóng lên tới 7 đến 12 dB. Thực tế đã chứng minh rằng, hướng phát triển hệ thống điện lực của các nhà nghiên cứu Liên Xô trước đây là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, môi trường chính trị nghiêm ngặt bên trong Liên Xô đã hạn chế nghiêm trọng khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ của họ. Thêm vào đó, bi kịch lịch sử của sự tan rã Liên Xô đã gây ra những tổn thất không thể khắc phục. Khi lá cờ đỏ ở mốc cao hạ xuống, công nghệ mạch điện tử tương tự mà Liên Xô từng đặt nhiều kỳ vọng, giờ đây chỉ còn lại một số di sản rời rạc, nhưng ngay cả những di sản này vẫn mang lại cho Nga ngày nay những lợi thế không tưởng. Đây cũng là lý do tại sao, dù Nga bị bao vây bởi các thế lực thù địch, họ vẫn có thể phát triển một cách bài bản ngành công nghiệp quân sự và điện lực của mình. Bởi lẽ, Nga sử dụng một hệ thống công nghệ điện lực hoàn toàn khác so với Mỹ và các quốc gia phương Tây, dù phương Tây có muốn tìm cớ để trừng phạt Nga, họ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, dù nền kinh tế Nga đã phải chịu vô số lệnh trừng phạt từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, nền công nghiệp quân sự của Nga vẫn phát triển mạnh mẽ, tóm lại cách tư duy phát triển của Nga là nếu không thể vượt qua Mỹ trong ngành công nghiệp chip trong ngắn hạn, thì Nga sẽ thay đổi tư duy, sử dụng một công nghệ hoàn toàn mới để làm cho trang thiết bị của mình đạt hiệu quả tương đương với thiết bị quân sự của Mỹ. Tất nhiên, công nghệ sáu điện tử mà Mỹ từng phát triển cũng không phải không có lợi thế. Trong khi Nga tiếp tục phát triển các di sản công nghệ từ thời Liên Xô, họ cũng không quên mở rộng các ngành công nghiệp và công nghệ phát sinh từ công nghệ vi điện tử. Bản chất của sự phát triển khoa học công nghệ là một lĩnh vực đầy tính ngẫu nhiên, không ai có thể dự đoán chính xác xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, thậm chí cũng không ai có có thể nói rõ ràng một công nghệ sẽ mang lại kết quả gì cho nhân loại. Do đó, khi một quốc gia có đủ năng lực và điều kiện, họ cần duy trì sự tôn trọng đối với mọi lĩnh vực khoa học công nghệ và đảm bảo rằng trình độ nghiên cứu của mình ít nhất không bị tụt hậu so với mức trung bình của thế giới. Nếu không, một khi một công nghệ nào đó tạo ra thành của đáng kinh ngạc, nó chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người và đến thời điểm đó, bất kỳ ai tụt hậu về công nghệ liên quan sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Người Nga cũng hiểu rất rõ nguyên tắc lạc hậu sẽ bị đánh bại. Vì vậy, kể từ khi nền kinh tế Nga hồi phục, họ chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về công nghệ vi điện tử và chip. Sau khi Putin lên nắm quyền, chính phủ Nga đã tăng cường hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu trong ngành công nghiệp chip, Đến nay, mặc dù thành tựu phát triển ngành công nghiệp chip của Nga chưa thể so sánh với hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ, nhưng cũng đủ để vượt trội so với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Theo tin tức từ ngày 31 tháng 5, trích dẫn thông tin từ hãng thông tấn Nga Tát, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, ông Vasily Serbuk, tuyên bố rằng Nga đã thành công chế tạo ra chiếc máy quang khắc đầu tiên có khả năng sản xuất chip 350 nanomet. Điều này chứng minh rằng Nga không chỉ có khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ chip mà còn có năng lực sản xuất độc lập các sản phẩm chip. Các sản phẩm chip này đã được ứng dụng vào một số thiết bị điện tử tại Nga. Tuy nhiên, chip 350 nanomet của Nga so với mức độ phát triển hiện tại của ngành công nghiệp chip ở Trung Quốc và Mỹ vẫn còn khá lạc hậu, bởi hai quốc gia này hiện đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực chip 3 nanomet và 5 nanomet, trong khi đó, Nga vẫn chỉ dừng lại ở công nghệ sản xuất chip 350 nanomet điều này cho thấy trong ngắn hạn công nghệ chip của nga không thể tạo ra mối đe dọa thực sự nào đối với mỹ đây cũng là lý do tại sao mỹ liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên nga nhưng lại không thực hiện lệnh trừng phạt nào liên quan đến công nghệ chip đối với nước này bởi các doanh nghiệp sản xuất điện tử của nga hiện vẫn cần nhập khẩu một lượng lớn chip tiên tiến từ mỹ để lắp ráp sản phẩm đối với các tập đoàn tài chính lớn của mỹ nga tuy là đối thủ về mặt chính trị nhưng lại là đối tác kinh tế và thương mại mỹ không có lý do gì để trừng phạt một quốc gia không gây ra mối đe dọa thực sự đối với họ tuy nhiên sự yếu thế tương đối của nga trong lĩnh vực khoa học công nghệ hiện nay không đồng nghĩa với việc nga không có khả năng trỗi dậy và phát triển trong tương lai là một cường quốc truyền thống nga vẫn có một mức độ thực lực nhất định theo báo cáo của tờ Commerson của Nga vào tháng 10 năm 2023, hiện nay chính phủ Nga đã xây dựng một kế hoạch phát triển công nghệ chip rất chi tiết và mọi thứ đang được triển khai một cách có hệ thống. Nga chưa bao giờ từ bỏ việc phát triển công nghệ của mình. Theo kế hoạch này, các kỹ thuật viên của Nga dự kiến sẽ vượt qua được quy trình sản xuất chip 65 nanomet vào khoảng năm 2026. Đến năm 2027, họ dự kiến sẽ tiến tới quy trình sản xuất chip 28 nanomet. Đến khoảng năm 2030, chính phủ Nga đặt mục tiêu cho các kỹ thuật viên nước mình chinh phục hoàn toàn công nghệ sản xuất chip 14 nanomet. Nếu kế hoạch này được thực hiện suôn sẻ, Nga cũng sẽ trở thành một cường quốc công nghệ thực sự. Thẳng thắn mà nói, việc Nga đạt được các mục tiêu này không phải là quá khó, bởi hiện nay, nhiều quốc gia như Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã vượt qua các công nghệ sản xuất chip tương ứng. Tuy nhiên, công nghệ chip càng phát triển, trở ngại mà các kỹ thuật viên phải đối mặt càng lớn, thế giới trong tương lai chắc chắn sẽ là một thế giới đa cực và lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng sẽ thể hiện sự cạnh tranh đa dạng từ nhiều quốc gia. Những gì đang xảy ra hiện nay có lẽ chính là màn dạo đầu của những kịch bản trong tương lai. Mỗi quốc gia đều cần chuẩn bị để đối mặt với những xu hướng và thay đổi mới.